Ngã rồi. Như vậy là bên chiếc đã bị ngã sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Người đã phạm lỗi đó là vị trí của Việt Nguyễn. Thì sẽ là một tổn thất không hề nhỏ nếu như mà bên chiếc gặp phải một chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ hai đội bóng cũng đã tỏ ra rất lo lắng cho Bình Chiết.